Rồi chúng ta cùng thể máy xem nào. Dùng tay nhấn cơ mông của mình để hai xương ngồi cố định và vững chãi trên nào. Lưng giữ chân cột sống của mình thẳng. Rồi lòng bàn tay đặt lên trên gối, nước nhẹ nhàng nhắm khẽ đôi mắt của mình lại. Ta ngồi im, quan sát trạng thái của cơ thể. Chúng ta quan sát độ thoải mái của hơi thở. Quan sát sự tạo ấm của vòng trán. Nhẹ nhàng chúng ta hai tay chắp trước ngực, nhấc nhắm mắt lại, hít vào hơi thật sâu, thở ra một hơi thật trầm, hoặc sâu bụng lại, nhấc hít sâu, thở trầm, hít sâu, thở trầm. Chúng ta cùng nhau thực hành lên năm ôm 3 lần, kết nối năng lượng đầu giường và để thức người thầy cảm nhận bên trong chúng ta. Nhẹ nhàng nước hít sâu. Về chính diện.
chúng ta nâng nhẹ cằm nhìn cho cổ, hở xoay cằm sang phải, cằm song song vai phải, kéo giãn cơ chéo cổ bên trái, hít vào mặt về chính diện, thở nhẹ nhàng lắm, xoay sang trái, cằm song song vai trái, kéo giãn cơ chéo cổ phải, hít vào mặt về chính diện, thở xoay sang phải, hít mặt về chính diện, thở nhẹ nhàng lướt xoay sang trái, hít vào mặt về chính diện, vòng cuối, thở lướt xoay phải, hít vào mặt về chính diện, thở chúng ta xoay trái, hít sâu đưa mặt về trung tâm, rồi lấp tách tay, vươn hai tay của mình lên cao, ý thức kéo căng, giãn, duỗi toàn bộ cột sống. Chỉ xương ngồi xuống thẳng, hở hai tay xuôi theo thân, cằm thu sát để hõm cổ, mắt nhìn bàn chân. Thả lỏng vai, hóp nhẹ bụng. Hít vào, hai tay vươn lên cao, mắt nhìn lên. Thở ra nhẹ nhàng, tay xuống, mắt nhìn xuống. Lần cuối, hít vào hai tay vươn lên cao, đan tay, hướng lòng bàn tay lên trần, nhẹ nhàng đẩy các lồng ngực, mở tay ra phía sau tay, thu cằm về hõm cổ, lớp giữ lại, hít thở thật đều. Hãy tập trung ý thức cảm nhận sự căng giãn vùng cổ vai và gáy. Cảm nhận lồng ngực của mình đang được mở rộng. Sáu, rút sâu cơ bụng và cơ đáy sang các lớp. Năm, đẩy các lồng ngực lên thêm một chút nữa. Bốn, ba, hai và một. Thở ra, tay xuống, mắt nhìn xuống. Chúng ta tiếp tục giữ ở đây, thở thật đều, cảm nhận sự thoải mái dễ chịu vùng cổ vai và gáy của mình. Sáu, năm, bốn, ba, hai, và một. Rồi hít vào lớp, vươn hai tay của mình lên cao. Rồi, thở ra chúng ta nghiêng người sang phải, tay phải thẳng, tay trái thẳng, chạm xuống thẳng. Hít vào lớp, người về giữa hai tay vươn. Thở nhẹ nhàng lướt nghiêng sang trái, chiều dài tay trái nha, thở, tay trái thẳng, tay phải thẳng. Hít sâu lên người về giữa lớp vươn hai đạn tay. Thở nhẹ nhàng lướt đổ bên, nghiêng sâu sang bên phải, thẳng lưng dưới ngực. Khuyên bị nghiêng đầu quá nên đầu bị ngẹo, khuyên lưng cái đầu của em đi một chút. Hít sâu lên người về giữa lớp vươn tay. Nhẹ nhàng thở lớp nghiêng sang bên trái. Hít vào về giữa lớp vươn tay, thở ra chúng ta nghiêng sang phải, trượt dài cái tay phải của mình nhé. Rồi tay trái vươn qua đầu áp sát tay, bên trí ngửa cái đầu ra sau một chút, đừng góc đầu gần đó, ngồi về vuông, xoay mắt nhìn trần, mắt nhìn bên trái cho chị, tiến lên từ đầu của cậu áp sát với tay trái một chút, không ngoại cổ đó, đúng không? Xưa đây hít thở đều, cứ mỗi lần lớp hít vào, thở ra chúng ta luôn có ý thức thì cái mông trái luôn vươn lên từ hốc vách bên trái để kéo giãn tổ biết hai nhất cơ địa sờ bên trái của mình. Tổng thở thật đều là lớp năm, bốn, tiếp tục vươn từ hốc vách bên trái đi và đẩy căng vùng ngực của mình lên, hai và một. Rồi chúng ta vòng cái tay trái của mình ra đằng sau lưng, lắm vào bàn tay phải cửa gáy á, nắm bàn vai, rồi hít vào, để tay phải về phía trước, mở vai trái ra phía sau, lưỡi lên trên, rồi giữa đây, thở đều, khuyên lên làm giống chị Huyền đi. Bàn tay phải là có bàn tay trái đâu em, tay trái giữ nguyên. Mọi người làm đúng rồi, giữ nguyên, hít thở đều cho em có nhắc tên mọi người đâu, thở đều cho em nào. Sáu, bé Thúy ơi, em đi cái tay của em sai ra và hạ cái vai phải của em xuống, không em đang bị xô nó lên.
sâu lưng người về giữa lớp vương hai tay. Thở nhẹ nhàng lướt nghiêng người sang bên trái. Chuyển dài cái tay trái đi ạ, tay phải của mình áp sát tay. Rồi đẩy thẳng lưng giữ ngực lên. Sau đó tiếp tục giữ, hít thở thật đều lên trên mặt. Cứ mỗi lần nước hít vào, thở ra, thì lướt luôn, giữ nguyên cái mông phải, đùi phải trên thảm, vươn từ hốc mắt bên phải, kéo giãn tối đa nếp cơ lên sườn bên phải và cơ vuông thắt lưng bên phải của mình. Sáu ra, thở đều đi nước. Năm, đẩy thẳng lưng dưới ngực. Bốn, nửa chen nằm, lòng bàn tay của bé Thúy hướng xuống dưới thảm, không ngửa lòng bàn tay vào hướng bên phía trước. Ba, tiếp tục đẩy ngực, bé Hương áp sát cái tay phải và pha cho chị. Hai và một, rồi chúng ta vòng cái tay phải ra đằng sau gáy, nắm vào bàn vai trái, hít vào hơi thật sâu, đẩy vai trái lên phía trước, mở vai phải ra sau hết cỡ, căng căng ngực lên. Rồi Thúy đi cái tay trái của em xa ra và hạ cái vai trái xuống của chị, rồi đắp giữ lại đây. Thở đều, tập trung ý thức cảm nhận toàn bộ lồng ngực bên phải của mình đang được mở rộng. Rồi thở tiếp nào. Sáu, căng lồng ngực bên phải lên một chút nữa. Năm, cố lên nữa. Bốn, ba, hai và một. Rồi từ từ vươn cái tay phải của mình lên trận nước, hít sâu. Thở ra chúng ta vươn gập người sang bên trái, tay phải chạm thẳng bụng áp từ ngực áp gối, sau đó giữ lại thở đều, điểm đi tay trái lên tay phải một chút nào. Đúng rồi, úp hết cái vai phải của mình xuống, sau đó giữ lại. Thúy đi cái tay trái của em thẳng ở giúp chị, đi tay trái thẳng. Đúng rồi, sau đó tay trái giữ lại. Mình tiếp tục cứ như vậy, mông phải đùi phải cũng như hở thẳng. Mỗi lần thở lấp luôn cái tay phải của mình sang cho hai tay của chúng ta trên một đường thẳng. Sáu, cảm nhận sự căng giãn trên cơ thể của mình ngay lúc này. Năm, tiếp tục đi tay phải thêm một chút nữa. Bốn, rồi tốt. Ba, nữa nào nữa. Hai, rất tốt. Và một, rồi hít sâu lưng người về giữa lớp vươn tay. Thở ra nhẹ nhàng lớp, hạ cái tay phải của mình ra phía sau mông. Hít sâu lớp lưng mông chỉ hai đầu gối xuống thẳng, đẩy không đẩy một cổ mình lên. Đẩy vai phải mở vai trái sang cho lồng ngực và thân ngồi của mình đối diện với chân nhà. Vừa không giữ chân giữ nguyên, không có vô gì đến chân cả. Thở ra nhẹ nhàng lớp hạ mông. Hít vào lớp vươn hai tay lên cao. Thở chúng ta hạ tay trái sang mông. Hít sâu chúng ta nâng mông, chì hai đầu gối xuống thẳng, đẩy không đẩy lồng của mình lên. Thở đẩy lên nữa. Thở nhẹ nhàng lớp hạ mông. Hít vào hai tay vươn, đan tay về ngược lòng bàn tay hướng lên trần. Thở ra thật chậm, hốc sâu một bài, giữ lên bụng dưới, siết chặt mông bụng đùi, đổ người về phía trước các bốn nhân độ nào. Không dùng đầu, không dùng cổ đẩy ngược. Rồi nữa đi Yến, thấp cái tay xuống một chút cho tớ, hạ bước ngược về phía trước nào. Rồi tốt, hít sâu lưng người về giữa. Thở nhẹ nhàng phạt tay phải sau mông. Hít sâu chúng ta nâng mông, thì hai đầu gối xuống thẳng, đẩy không đẩy ngược lên. Nữa lên bé Hương, lòng bàn tay sẽ hướng sang bên nha, không ngủ lên trần. Thở ra nhẹ nhàng lớp hạ mông. Lần hai lớp, bé Hương sẽ hạ cái tay chống gần mông cho chị nhé. Hít vào lớp vươn hai tay lên cao. Thở nhẹ nhàng hạ tay trái sau mông. Hít sâu lớp nâng mông, thì hai đầu gối xuống thẳng, đẩy không đẩy ngược của mình lên. Rồi cố gắng đẩy vai trái nằm mở vai phải, lồng ngực của mình đối diện trần nhà. Thở nhẹ nhàng lớp hạ mông. Hít sâu hai tay vươn lên cao, đan tay hướng lòng bàn tay lên trần, kéo căng giãn toàn bộ cuộc sống. Thở ra hốc sâu bụng lại, siết chặt bụng, đổ người phía trước và bốn nhân độ. Rồi đẩy người phía trước, yến tắt ngược nữa, nửa nào tay thấp xuống, thu nhẹ cả một chút thôi, đúng rồi, mong không nhấc vào trả, rồi tốt. Hít sâu lưng người về giữa. Thở nhẹ nhàng hạ tay phải sau mông. Hít sâu chúng ta nâng mông, chì đầu gối xuống thẳng, đẩy không đẩy được của mình như thế nào.
tiếp tục giữ nhá, thở đều cho em nào, căng căng lồng ngực lên. 6, lớp giữ bụng dưới không hít thở bụng dưới nha. 5, hít thở bụng trên vào ngực. 4, tiếp tục đẩy lên nào. 3, tốt. 2 và 1, thở ra nhẹ nhàng lớp hạ bụng. Hít vào lớp vươn hai tay lên cao, chỉ hai xương bụng, kéo giãn toàn bộ cột sống, đan tay vướng lòng bàn tay lên chân nặng. Thở ra chúng ta hút sâu cơ bụng của mình lại, siết chặt mốc bụng đùi, mông không nhấc vào thẳng, đổ người về phía trước khoảng 45 độ. Sau đó giữ ở đây, thở đều. Cố lấy y trên. 6, 5, cảm nhận vùng bụng của mình đang được siết cực nặng. 4, 3, 2, và 1, hít vào lưng người về giữa lớp vươn tay. Thở chúng ta hạ hai tay đặt về sau mông. Ai tốt nhỏ ngón tay lên nhé. Hít vào nhẹ nhàng lớp lưng mông, chỉ hai đầu gối đẩy đấy, hông của mình về phía trước cũng rồi, giữa đây thở đều, siết chặt mông bụng của đầy hông, hít vào vai đầy bụng lên. 6, cảm nhận lồng ngực của mình đang được mở rộng. 5, 4, giữ cái bụng dưới của mình lại, thở bụng trên bằng một với lớp. 3, tiếp tục đẩy các lồng ngực của mình lên một chỗ nữa. 2, nữa là lớp. Và 1, rồi thở nhẹ nhàng chúng ta hạ mông. Hít sâu hai tay vươn lên cao. Thở lớp vươn dài cuộc sống gập người phía trước, trở ra hai tay xuống thẳng. Lưu ý mông không nhấc phải thả. Còn các đầu ngón tay của mình cứ đi về phía trước kích cỡ. Sau đó lớp giữ ở đây, thở đều đi tay nữa đi về phương. Tàu, trở dài tay nào nữa. 5, 4, cảm nhận toàn bộ cuộc sống của mình đang được kéo dài. 3, rồi lớp đang tốt lắm. 2, thêm một chút nữa trở tay nào. Và 1, rồi chúng ta hít sâu lưng người để lớp vươn hai tay của mình lên cao. Thở ra nhẹ nhàng, gài cái chọn tay trái vào đầu gối phải, hai tay chắp trước ngực, thẳng lưng dưới bụng của mình lên. Gài chọn tay trái vào đầu gối phải, hai tay chắp trước ngực, hạ cái vai của mình xuống, không nâng đầu gối lên cái hông. Gài hạ cái vai của mình xuống để gài những cái chọn tay vào gối, hai tay chắp trước ngực, nghe rõ cái hông. Đầu hai bàn tay chắp trước ngực đầu, hít sâu lưng người về giữa lớp vươn tay. Thở nhẹ nhàng lớp đổi bên gà trở tay phải, phải vào gối trái. Rồi tiếp tục hai tay chắp trước lực, mở cái khuỷu tay trái ra một chút là lớp. Hít sâu lưng người về giữa lớp vươn tay. Thở ra nhẹ nhàng, xoay vặn người sang bên phải, gà trở tay trái vào gối phải. Hai tay của mình chắp trước lực, đưa cái bàn tay của mình về giữa bụng trên. Hít sâu lưng người về giữa lớp vươn tay, kéo giãn cột sống của mình. Thở xoay vặn người sang trái, gài cái chọn tay phải vào gối trái, thẳng lưng dưới ngược lên. Vòng cuối, hít vào lưng người về giữa lớp vươn tay. Thở xoay vặn người sang phải, gài chọn tay trái vào gối phải chuyển nặng. Sau đó hai tay mình chắc trước ngực. Khi mình chắc được hai tay trước ngực rồi, đưa hai bàn tay của mình về giữa ngực, lực ở giữa hai lòng bàn tay đẩy vào nhau. Chúng ta mở căng căng lồng ngực bên phải thêm một chút nữa, kéo giãn cuộc sống thêm một chút nữa. Thở đều. 6, đưa bàn tay của mình về trước ngực đó nữa. 5, cái dương mở cái cựu tay phải lên một chút. 4, để lực ở hai lòng bàn tay đẩy được vào nhau. 3, nữa là 2, đến dưới ngực bên phải lên. Và 1, tôi tốt. Hít sâu lưng người, hai tay vươn lên cao. Hậu nhĩ của bên, xoay vặn người sang trái, tiếp tục giữ đây, thở đều trên mặt. Hai bàn tay chắp trước ngực nhá, lực ở giữa hai lòng bàn tay đẩy vào nhau. Mình để hai cái tay của mình về trước ngực, rồi đẩy căng các lồng ngực bên trái của mình đi, kéo giãn toàn bộ cuộc sống thêm một chút nữa. 6, thở đều là mông phải không nhấc vào thẳng. 5, tiếp tục dồn được hai lòng bàn tay đẩy vào nhau. 4, mở căng lồng ngực bên trái thêm một chút nữa. 3, tốt, tiếp tục nữa làm nước. 2,
bàn tay phải là tỏ ngón trò vào ngón giữa nào, ngón cái để dùng để cánh bên cánh mũi phải của mình lại, rồi lấp thở ra hết họ sâu vào bụng của mình lại, chuẩn bị luân phiên bốn thì trái hít 5 4 3 2 1 nín 5 4 3 2 1 phải thở 5 4 3 2 1 nín 5 4 3 2 1 phải hít 5 4 3 2 1 nín 5 4 3 2 1 trái thở 5 4 3 2 1 nín 5 4 3 2 1 trái hít 5 4 3 2 1 nín 5 4 3 2 1 phải thở 5 4 3 2 1 nín 5 4 3 2 1 phải hít 5 4 3 2 1 nín 5 4 3 2 1 trái thở 5 4 3 yên cả vai lên sau 2 1 nín 5 thẳng lưng lên yên 4 3 về quyền đẩy ngược lên hàng lưng cổ về phía trước trái hít 5 4 3 2 1 nín 5 4 3 2 1 phải thở thở 5 4 3 2 1 nín 5 4 3 2 1 trái thở 5 4 3 2 1 nín 5 4 3 2 1 rồi nhẹ nhàng lướt bốn tay hít vào một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật trong sâu bụng lại, lướt hít sâu thở chậm, hít sâu thở chậm, rồi sau đó lướt bắt hai lòng bàn chân kéo bắt chân về phía khớp hàm, nhịp cánh gối sang hai bên nhanh mạnh và đều, đó lướt thẳng lên dưới ngực nhé. À, sau đó lớp dưới trên phía trước nhịp đồng hồ. Lớp ơi em có một chút xin lỗi lớp nhé. Là gì nhỉ? Cái dung của em không quay hết ra. Nó quay đi lên vùng lũ lên em. Chưa kịp cài đặt lại. Tầm 10 phút nữa nó bị thoát dung. Lớp lớp bảo lại cho em nhé. Chúng ta dưới chân ra trên. Không, tí nữa nó bị thoát. Nó dưới chân ra. Nhịp gối lên xuống rất là. Xin lỗi bây giờ em bị quên. Bây giờ em bị nhiều ra. Và lớp dùng tay đến cơ hông ra sau đi ạ. Ngồi vững chãi trên hai xương hồn. Thẳng lưng dưỡng ngực. Rồi, đưa hai tay của mình về phía trước. Xoay đầu thôi cả cổ chân, cả cổ tay trên. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ngược lại. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 và 1. Rồi, sau đó chúng ta
tay trái hướng xuống thẳng, thở nhẹ nhàng hạ mông. Hít vào hai tay vươn lên cao, thở hạ tay trái sau mông, nhớ quay co đầu gối trở lại trên, hạ tay trái về phía. Hít vào lấp vươn lưng hông của mình lên, đẩy căng lồng ngực lên nào. Đúng rồi, cái tay phải của mình vươn qua đầu, ngón tay cái về hướng xuống thang, thở nhẹ nhàng lớp hạ mông. Để nơi để gót chân sang mông giúp đỡ một chút. Hít vào lớp vươn hai tay lên cao, tách hai gọn hai đầu gối, vươn người về trước chiều dài tay trên nào, thả dơn khớp ám rút sâu cơ đáy sàn của mình lên, rồi đẩy ngược về phía trước. Hít vào lưng người, hai tay vươn lên cao, thở nhẹ nhàng mình hạ tay phải sau mông, rồi bụng nó vượt tiến đi tay sang mông giúp trợ tấu. Tiến nữa đi cậu, không thể nó lên đầu gối cậu vẫn có một ngón chân bé quyên hướng một ngón tay ra đằng sau tường, không chắc sang bên tường bên cạnh, tường đằng sau em. Đúng rồi, hít sâu lấp lưng không, nhẹ nhàng lấp uốn lưng là sau đẩy không đẩy được lên trên. Hít cậu đỡ lên, hồi giữa đây cố gắng này, đẩy các lồng ngực bên phải, mở lồng ngực bên trái, để thương người của mình đối diện với trần nhà, siết chặt mông bụng ngồi đẩy hơn lên, lực vẫn luôn dồn gót chân bộ ngón chân cái. Thở đều nào, 6, tiếp tục đẩy các lồng ngực phải mở trái, 5, hai cốc chúng ta có thể là hai tay xuống thẳng, 4, cứ như vậy tay qua đầu hạ, 3, đẩy tiếp lên cho chị không phải bé luôn không làm được, 2, đẩy tiếp nào, một bên khuyên, đúng rồi xoay cái tay kia, tốt, đẩy không đẩy được lên cho chị nằm viên. Tiếp tục siết chặt mông bụng ngồi lấy lên ở trên, 2, đẩy ngược về phía trước nào, và 1, rồi chúng ta thở nhẹ nhàng lớp hạ mông. Đúng rồi, hít vào lớp vươn hai tay lên cao, tắt đầu gối, thở vươn cuộc sống gập người về phía trước, thả lỏng toàn bộ khớp hàm rút sâu về đáy sàn, vươn tay rồi dưa lên, thở đều vươn tay về phía trước nào, đẩy thẳng lưng dấn ngược lên tàu, cứ mỗi lần thở lớp vươn các đầu ngón tay về phía trước một chút, 5, 4, tốt, 3, 2 và 1, hít sâu lên người hai tay lên, thở lớp hạ tay trái sau mông, hít vào lớp lưng mông, đẩy hông của mình lên cuốn lưng và sau. Đó, tay phải của mình áp sát tay, cỡ ai bước chúng ta hạ tay xuống rồi xoay vai để đánh xe giữa đây cho đến 6, đúng rồi, khuyên đẩy rồi được vào chân đẩy vai đẩy về phía trước, 5, thẳng gối dừng, 4, vẫn ở biên độ đó không với chân, 3, đẩy về phía trước tường, 2, tiếp tục đẩy hông lên vào nước, và 1, thở nhẹ nhàng nước hạ mông, hít sâu hai tay vươn lên cao, tắt thở lớp vươn dài cuộc sống của mình gập sâu người về phía trước, tưởng thở đều luôn ý thức, thả dơn khớp hàm rút sâu cơ đáy sàn của mình lên, tập trung ý thức cảm nhận toàn bộ cuộc sống đang được chăm sóc. 6 5 4 3 2 và 1, hít vào lưng người hai tay vươn, co đầu gối trở lại, thở hạ hai tay ra phía sau mông, nào mỗi ngón tay hướng ra đằng sau, rồi hướng mũi tay ra đằng sau trên, rồi hít vào đẩy thẳng chỉ quyền hướng mũi tay ra sau, hướng hai bộ ngón tay ra đằng sau, rồi hít vào xoay vai mở ngực đẩy cơ của mình lên lên giữ không lưng mông. Ủa mọi người không lưng mông, chú ý đẩy lực lên rồi về phía, rồi thở trượt hai tay ra sau kết cỡ, mông không nhấc khỏi hàng, trượt tay đi ạ, trượt tay thì mình kết cỡ đến điểm căng nhất đất dừng lại, sau đó hít một hơi thật sâu, thở tiếp tục trượt dài rồi còn ăn tốt thì hai bàn tay sẵn lại mình nhắc còn chưa làm được chưa để khoảng cách giữa hai bàn tay sao cho phù hợp với mình nhé. Đó, trượt tay rồi đi.
về phía sau thêm một chỗ nữa. Tiếp tục, nhịp hai nhẹ nhàng, chúng ta hít sâu, bơm căng căng khí về toàn bộ hai khớp vai trái phải của mình. Thở ra nhẹ nhàng, chiều dài tay ra phía sau. Khí đi tay vẫn nhẹ và chạm đi, nhấc cái bàn tay lên, đi ngũ tay ra sau, đúng rồi đến ngược. Tiếp tục, nhẹ nhàng chúng ta hít sâu, bơm căng khí về toàn bộ hai khớp vai trái phải của mình. Thở ra, trở dài tay ra phía sau, hóp sâu cơ bụng của mình lại, đúng rồi, đỉnh tốt rồi đó. Bé Thúy trở tay ra sau cho chị nữa, cứ thở về người em cứ trở thẳng hai. Đúng rồi, chúng ta sẽ dùng hơi thở ra nhé. Một lần nữa, nhẹ nhàng chúng ta hít sâu, bơm căng căng khí về toàn bộ hai khớp vai trái phải của mình. Nín, đứng lại đây, rút sâu vừa đáy sàn, lên khí ở vùng khớp vai. 5 4 3 nữa nào, 2 và 1, thở nhẹ nhàng, chúng ta trượt hai tay ra phía sau, đẩy căng lồng ngực thêm một chút nữa. Nữa đi nữa, rồi đến điểm căng nhất mình giữ lại đây, tiếp tục duy trì hơi thở đều của mình. 6 5 4 3 2 và 1, rồi chúng ta hít vào một hơi thật sâu. Thở từ từ chúng ta lật ngược lên. Rồi sau đó lật duỗi chân, nhịp cổ lên xuống, lên xuống thêm nhanh mạnh và đều. Và đặt tay. Sau đó chúng ta co đầu gối, mông ngồi trên gót chân nằm, bụng chân không cần chạm tường. Hít vào lúc vươn hai tay của mình lên cao, hai lòng bàn tay áp sát hai móng cái đan chéo lại với nhau. Thở nhẹ nhàng đẩy các lồng ngực, lưng xương ức, mở tay ra sau tay, rồi lách tách nhẹ thứ hai của mình, tiếp tục đẩy các lồng ngực, sau đó giữ lại đây, thở đều. Rồi về phía trên đâu, mũi chân có chạm tường đâu, nhưng nam anh ơi, tách gót chân ra khỏi. Ngồi chính thẳng vẫn trong tư thế quỳ kim cương cho em nhé. Hít vào lúc tôi hai tay lên cao lên. Tiến lên cậu ơi, xoay lại cái lúc cao lên tôi. Thở vươn một số người phía trước, tách hai đầu gối ra. Chiều dài cái tay của mình về phía trước, ngược, chạm thẳng. Tốt, giữa lại thời điểm. 6 5 4 Đừng rồi đã đi. 3 Bé Hương ơi, hạ tráng xuống chị, vươn dài tay nữa đi. 2 nữa, hạ tráng nằm xuống nào. Và 1 Rồi sau đó chúng ta nâng người của mình đi. Đo tay trên về tư thế cái bàn. Rồi, ký mũi chân của mình đi. Và chúng ta sẽ di chuyển mỏ mèo. Ba thở, ba thì hít nín trên nhé.
Vâng, bạn ý thức về toàn bộ cuộc sống. Hít một, nâng hông giúp bụng giữ ngực, vươn cằm trùng nhẹ trọ, nếm giữ. Bạn ý thức cảm nhận đầu ngực của mình. 5, 4, 3, 2, 1. Thở nhẹ nhàng lướt cuộn hông, hốc bụng, gù lưng, thẳng tay, mắt, nhìn mũi. Hít 2, nâng hông, 5, 4, 3, 2, 1, nín. 5, 4, 3, 2, 1, thở, cuộn hông, 5, 4, 3, 2, 1, hít nâng hông, 5, 4, 3, 2, 1, nín. Thở, cuộn hông, 5, 4, 3, 2, 1, rồi. Hít nâng hông, 5, 4, 3, 2, 1, nín dứt. Thở cuộn hông, 5, 4, 3, 2, 1. Hít nâng hông, 5, 4, 3, 2, 1, nín giữ. 5, 4, 3, 2, và 1. Rồi chúng ta hít vào lưng người về giữa, đồng thời lên chân bàn, ra sau vươn mạnh tay trái về phía trước, chân nọ tay kia cho em nhé. Rồi, rồi đặt căng, gót chân ra đằng sau, mỗi chân hướng thẳng. Rồi tốt, bé Hương ơi không nhấc đầu gối, em cứ tưởng tượng là khó mình thế hạ gối xuống, nghe nhé, chị không hò, lưng, đầu gối. Rồi thở ra nhẹ nhàng, tay trái ôm gối phải, kéo về mũi trán, sốc vai gối lưng lên trên. Tay lọ chân kia, chân phải nào, tay trái. Nhịp 2, hít vào lướt đạp căng chân thẳng tay. Mắt nhìn về phía trước, giữa đây lướt lưu ý là bàn tay chúng ta, bàn tay phải xoay căng bám chặt trên hàm cho em. Trùng nhẹ cái trỏ tay, đổi ký hướng chân sau. Đạp căng gót chân phải ra sau, mũi chân hướng thẳng, gót chân hướng chân. Vươn mạnh để đến tay trái về phía trước. Rồi bây giờ lướt nhẹ nhàng chỉnh dáng cho em nào. Nhẹ nhàng đẩy cái mông của mình sang bên phải một chút nha, lớp của mình hoàn toàn đang bị đẩy mông sang trái, đẩy sang phải cho em, cuộn xuống cùi rút cơ đại sàn lên giữa đây. Rồi khi chúng ta vươn cái tay của mình về phía trước trong tình trạng như này, trong cái trường hợp này thì ngón tay cái của mình phải hướng lên trần, không phải là bàn tay xuống thẳng. Rồi tiếp tục đặt căng gót chân ra sau, vươn mạnh tay về phía trước. Lớp phải tập trung ý thức cảm nhận sự căng giãn toàn bộ cuộc sống của mình. 6, giữa đây. 5, đặt căng gót chân ra sau đến lưng. 4, lan anh đánh mông sang phải. 3, đánh sang một chút nữa, cuộn xương cổ lên. Tốt. 2, tiếp tục đặt căng gót chân ra sau nữa nào. Và 1, nhẹ nhàng vòng tay ra sau, lắng vào cổ chân, thở ra. Rồi lắng được rồi thì lưng hít vào, đặt căng chân thẳng tay, thẳng lưng dưới ngực, siết chặt cái chân phải của mình lên, mỗi chân bút căng lên chân. Sau đó giữ, thở đều, sốc cái vai phải của mình như nào. Để khuyên bút cằm một ngón chân đều vương, bút một ngón chân hướng lên trần. Rồi dùng ý thức và lực ở cái chân phải đạp căng lên. Lúc này chúng ta đi dùng cái tay trái kéo ngược trở lại, mới giữ thăng bằng tốt hơn. Tiếp tục lên nữa nào. Hương siết căng cái chân phải cho chị. Cố lên đó. Tốt, tập trung mắt nhìn một điểm, duy trì hơi thở đều của mình nào. Sốc vai phải đều một chút nữa. Rồi, rất tốt. 3, cố gắng lên nữa. Thúy sóc vai phải lên. 2 và 1. Rồi thở ra nhẹ nhàng, chúng ta hạ chân hạ tay, cuộn gù lưng lên. Mắt nhìn về rồi, tập trung cảm nhận toàn bộ cuộc sống từ xương vùng cổ đến các đốt sống cổ đang được kéo giãn. Gù lên nữa Hương, sóc vai gù lưng hết cỡ, không kéo bông ra sau, đẩy lên trên nữa. Rồi tốt, thở đều. Rồi sau đó chúng ta hít vào đưa người về chính diện, đồng thời lưng tay trái và vươn tay phải của mình về phía trước hết cỡ cho em. Rồi tốt, giữ đây. Rồi tốt, vươn tay làm chân nọ tay kia với Hương, vươn lưng chân trái, vươn tay phải, thở tay ôm đầu gối chân phải, đồng đầu gối chân trái kéo về mũi trái, sấp vai của mình lên, kéo về mũi trái, đấy là vươn ra sau với Hương. Hít vào
vào lớp đặt căng chân thẳng tay mắt nhìn về phía trước. Rồi dưa đây, hít thở thật đều, ngón tay cái của bàn tay phải hướng lên trần. Rồi khi mỗi chân sau lực hướng gót chân cũng gót chân cái và đầu gối chân phải của mình. Bàn tay trái sẽ căng ra, bám chặt các đầu ngón tay trên thẳng lại. Rồi các đầu ngón tay của mình không chặt hạ, dùng nhẹ chạm tay trái để kích hoạt toàn bộ vùng cơ bắp tay vai của mình. Xốc vai phải, xốc tay trái của mình lên. Rồi đánh nhẹ cái mông của mình sang bên trái một chút, cuộn cái xương cùi của mình lên. Lưu ý trước đặt căng gót chân ra sau, vươn bàn tay về phía trước. Sáu nữa là lớp năm, yến đánh mông sang bên phải cho đỡ một chút, bốn cuộn cái xương cùi, ý thức đặt căng chân ra sau. Ba nữa nào đặt căng chân, vươn mạnh tay trên một chút nữa. Hai, cảm nhận toàn bộ cuộc sống năng lượng kéo giãn tiếp một chút nữa. Và một, rồi thở bằng tay phải ra phía sau, nắm vào mắt chân của mình. Thở, hít vào lớp đặt căng chân thẳng tay, nhớ là đặt căng chân. Nữa lên cho em sốc vai phải, mắt nhìn về phía trước, giữ ở đây, thở đều. Sáu hút căng mặt chân lên trần lý quyền. Năm nữa nào, bốn tốt, tiếp tục đặt căng chân lên giờ. Ba để hương hơi, dùng lực ở trên đạp lên. Hai và một, rồi thở nhẹ nhàng, hạ chân hạ tay, cuộn cu lưng lên, mắt nhìn về gối trẻ. Rồi giữ lại thở đều. Sáu năm, cảm nhận sự căng giãn toàn bộ cuộc sống của mình. Bốn, tiếp tục đẩy căng lưng lên. Ba, hai và một, tôi hít vào lưng ngực về phía dưới. Nhẹ nhàng chúng ta quỳ thẳng trên hai đầu gối, lưng vẫn quỳ nguyên trong tư thế như vậy. Chúng ta sẽ vào tư thế con lạc đà trên nhé. Đó, quỳ thẳng trên hai đầu gối, mông không ngồi trên quả chân, ký mũi chân sau đây. Hít vào hơi hơi quỳ lên em. Hít vào chúng ta vươn hai tay lên cao. Thở ra nhẹ nhàng, tay phải gót chân phải. Tay trái vươn qua đầu áp sát tay đầy không của mình. Cuốn lưng ngả sau để căng ngực ngực của mình lên. Đúng rồi, một tay vươn tay trái về áp sát lại. Rồi hít sâu lưng người về giữa đất, vươn hai tay. Thở nhẹ nhàng, tay trái gót chân trái nào. Đẩy không đẩy được về phía trước. Siết chặt mông của mình, đừng đẩy căng cái bụng cổ dưới của mình lên. Thở là chúng ta rút bụng lại. Hít vào lưng người về giữa lớp vươn tay. Thở ra nhẹ nhàng, tay phải bấm chân phải. Lớp uốn lưng ngả sau. Rồi bây giờ lớp nhẹ nhàng, ai tốt thì hạ lốt tay trái bấm chân trái. Đó. Hạ được tay của mình xuống rồi ạ. Rồi siết chặt mông bụng đùi đẩy hông lên. Lực tay của mình dồn về gót chân, đẩy ngược lên. Khép bả vai lưng giữ. Giữ ở đây. Thở thật đều. Sáu, vươn cả cơ tớ một chút nữa là ra đây. Năm, đúng rồi. Tiến nào lên nào. Bốn, tốt, đẩy các đầu ngực lên ở trên. Ba nữa nào. Hai và một, rồi hít vào lưng người về giữa lớp vươn hai tay. Thở ra nhẹ nhàng, xuôi một quần chân, xuôi một quần chân này. Mông ngồi trên gót chân, tách hai đầu gối vươn dài, cuộc sống động người tư thế em bé, thả lòng thư giãn. Rất điều hòa hơi thở của mình ở đây, tập trung vào cảm nhận toàn bộ cuộc sống đang được kéo dài. Rồi, sau đó chúng ta chống tay lên ngực mình lên, đau tay và nâng gối đẩy mông ra sau về chỗ mà duỗi đi. Và yến bước chân ra sau một chút nữa. Bế dư cũng vậy, bước chân ra sau một chút. Bế hương đẩy mông lên cao, vai thấp. Quyên cũng vậy nha, hai đẩy chân tay gần nhau quá. Rồi hít vào lớp lưng chân phải của mình lên cao. Thở bước chân phải về giữa hai tay sát tay phải. Hạ gót chân trái, sao cho đầu gối chân trước của mình vuông góc, đầu gối chân sau thoải mái. Chỉ việc bước chân về phía trước hết cỡ. Hạ đầu gối chân trái, sao cho đầu gối chân trước vuông góc, đầu gối chân sau đẩy thoải mái ra sau trên một chút.
ai đầu gối chân trước cũng góc được rồi, ok. Duỗi cái chân sau ra sau, để đầu gối chân sau của mình thoải thoải ra sau. Lúc này mình mới hạ được nước hàm xuống. Rồi Thúy bước chân sau của em ra sau nữa. Hai chân của mình trên hai đường thẳng song song. Nữa đi Thúy, không được giết cái lót chân, đầu gối chân phải, chân trái của em sang phải, mà tách nó sang trái một chút. Trên hai đường thẳng song song nha, đúng rồi. Hít vào lấp vươn hai tay của mình lên cả. Hai lòng bàn tay áp sát lại, hai ngón cái đặt chéo lại với nhau. Tốt. Dưa đây, không có uốn lưng gì cả. Cổ mình cào vuông vùng lắm, rút sâu cơ đèn sang trên. Tốt. Tập trung ý thức cảm nhận toàn bộ vùng khớp háng của mình. Rồi tiếp tục nào. Giữ nguyên, hít vào một hơi thật sâu. Thở ra, một lần nữa chúng ta hạ khớp háng, uốn lưng ngả sau dẫn phía sau, đẩy căng căng lồng ngực của mình lên. Rồi vững chãi cái thân thế của mình, đẩy căng ra sau, khiến cái bụng của cậu rời khỏi cái đùi sang sau một chút nữa. Là này cũng vậy. Dưa này, thở thật đều. Nhớ chúng ta chỉ hít thở bụng trên và ngược, giữ cái bụng dưới lại, đừng thở căng cái bụng dưới sẽ khiến chúng ta đau cái thắt lưng nhé. Tập trung hút thở lên sàn trên một chút. Rồi mỗi lần thở lớp cả người ra sau một chút, căng lồng ngực lên được. Cảm nhận toàn bộ lồng ngực của mình đang được kéo giãn. 6, thở đều. 5, tiếp tục nữa đi ạ. 4, nữa cho em. 3, tốt. 2, cố lên nào Yến, tập trung vào. Và 1, giữ nguyên khớp háng, hít vào lưng cái thân người của mình thẳng lên. Rồi, hai tay của chúng ta chắc trước ngực. Thở xoay bàn người sang bên phải, gài cái chọn tay trái vào gối phải cho em. Đúng rồi, cái dương mở cái khuỷu tay vào thêm một chút. Nói là tập trung này. Lực ở giữa hai lòng bàn tay đẩy với nhau tạo thành một lực đối kháng, lực đưa hai bàn tay của mình về trước ngực. Tiếp tục đẩy căng căng lồng ngực bên phải của mình lên. Tốt. Đưa tay về trước ngực cho chị để ngực em đang đưa xuống lách bên phải. Tốt nữa này. Đưa về hai bàn tay về trước hai cái quả ngực của em á. Chưa? Lực ở giữa hai lòng bàn tay đẩy vào nhau. Rồi thở đều trên. Tốt. Tiếp tục cứ mỗi lần như vậy thì lúc lại mở cái lồng ngực bên phải của mình thêm một chút nữa. 3, luôn duy trì hơi thở đều của mình. 2 và 1. Rồi hít vào lưng người về giữa lưng, vươn hai tay lên cao. Xoay hết người sang bên trái trên. Xoay người sang trái. Rồi tay trái của mình trượt theo đùi trái, tránh cái khớp gối. Còn đâu chúng ta để tay ở đâu cũng được. Rồi tay phải vươn vào đầu bạn sát tay. Rồi lấp nhẹ nhàng, mắt nhìn vào chân phải, dưa đây thở đều trên. Khớp hạng không nâng lên, vẫn hạ khớp hạng xuống. Không cần cái tay của mình giữ tại gót chân, như vậy khớp hạng của mình đã bị nhấc lên. Thở đều. 6, chỉ cần qua cái góc, qua cái đầu gối đã được. 5, ai chưa qua được đầu gối thì để chị đùi. 4, tiếp tục hạ khớp hạng sâu để căng căng lồng ngực của mình lên. 3, tốt. 2, bé dương đẩy đầu gối trước, hạ khớp hạng xuống. Đúng rồi đó. Và một tốt, hít vào lưng người hai tay vươn. Chưa? Thở chúng ta vươn cuộc sống gặp người phía trước, trường dài tay tách nhẹ đầu gối chân phải của mình. Nữa đi ạ, vươn dài tay. Khiêu tay không được chặt thẳng, ai tốt cũng bị chặt chặt thẳng. Kéo mông ra sau, tay thì đi về phía trước. Rồi về Thúy, bước cái chân phải của em về phía trước nữa, bé vươn cũng vậy. Không được đầu gối vươn vào một con chân rồi, nữa lên đi, bước cái chân phải về phía trước nữa. Tốt. Đi các đầu ngón tay. 3, làm tiếp đi. Yến làm đi cho đầu. 2, khỉu tay không chặt thảm như nữa. Vươn tay, khỉu tay không chặt thảm. Thúy đang khỉu tay chặt thảm. 2 và 1, rồi chúng ta nâng người của mình. Chống tay. Hít vào. Bước chân ra sau cây thức thẳng. Sau vai của mình nên cuộn sức buồn. Đồng tốt, mông nô lên, bể Thúy bước chân ra sau, lưng mông lên. Cô người đẩy vai của mình phía trước, Yến đưa cái chân của cậu ra sau. Mọi người lưu ý cho em này, tay vai hay bắt chân của chúng ta, một là vô cấp, nhưng vô cấp nó sẽ khiến vai của chúng ta nặng hơn. Hai là đẩy chọi ra phía sau một chút, góc 80 đến 85 độ thôi. Góc chân của Yến gập quá mức, lực sẽ không tốt, đẩy gót chân ra sau, bước mũi chân ra sau. Để gót chân vô cấp một chút nữa, bể Thúy quay đẩy vai.
Dương lưng hông
và một rồi hít vào về giữa lành. Thở nhẹ nhàng lớp đầu bên này, hai chân xăng phải vươn chân trái của mình lên, mắt cá chân phải cũng được chặt thả. Rồi giữa này thở đều, rồi tiến đẩy cái xương hạ bớt, đẩy cái xương mu về phía cửa, về cái tủ cậu đi, sóc vai lên, ngồi tốt. Đó, đưa cái mũi tay trái ra sau một chút, quên đưa mũi tay trái ra sau một chút, cho thay thay cố gắng, đúng rồi, sóc vai lên, tốt. 6, 5, khiến là mình mở vai và mở mũi tay lên, chân cho tớ cơ, 5, tốt. 4, 3, 2, và 1, hít vào phía dưới. Thở được hạ hồn được càng, ai thức được càng không chặt thẳng. Hít sâu lướt người lên giãn cổ ra. Khép trở ra. Thở ra nhẹ nhàng lướt, hạ lưng khá vai. Rồi chúng ta vòng tay ra sau mũi chán chặt thẳng trên. Vòng hai tay của mình ra sau, hai bàn tay gan lại. Làm chặt hai bàn tay lại trên. Giữ nguyên chân ở dưới. Hít vào từ dưới chúng ta, nâng ngực xoay vai, khép trọn, quơn cả mặt nhìn về phía trước. Lên nào ngực lên, hít cỡ thẳng tay ra rời và mông. Hở nhẹ hẳn. Nhịp 2, hít vào, nâng ngực xoay vai, khép trọn, mắt nhìn về phía trước, tay nhấc khỏi mông. Hở hạ ngực. Rồi tiếp tục lần cuối, hít vào. Lần ngược xoay vai hết tròn, tay giờ phải mông càng xa càng tốt, chân không nhận phần thẳng. Thở hạ, hạ mũi chán chặt hạ. Rồi lúc này chúng ta lại làm ngược lại, mũi chán không rời khỏi thẳng, lưng tay và chân của mình lên. Rồi hít vào là nâng chân, nâng tay rời khỏi mông, mũi chán không rời khỏi thẳng. Hạ mũi chán xuống với gương, nâng lên úp căng một chân ra sau. Thở hạ, tốt. Nhịp hai, hít vào chúng ta lên trên này, hút căng một ngón chân ra sau, nữa nữa nào mỗi ngón chân hút cho chị kế luôn. Thở hạ, lần cuối hít vào lên trên, hút căng một ngón chân ra sau, nữa nữa hỏi giữa này, tốt. Thở hạ, rồi lúc này lúc lên cả chân cả tay, cả ngực cả càng lên trên nhé, bụng và xương mu chặt thẳng rồi ạ. Rồi hít vào từ từ, nâng ngực, xoay vai khép tròn, bút cả một ngón chân ra sau, rồi lên, tay rời khỏi mông đi ạ, hai lòng bàn tay áp sát lại, bút cả một ngón chân cho chị đến, tí, sáu như người ta bố đi chân ra đây, năm nữa đi em chưa bút được, bốn chưa bút một chân nữa chị nào, ba tốt lên nữa cho em một chút nữa đi lớp, tư thế áp sát lớp cổ đây tiếp tục lên nữa, và một rồi lên thở chúng ta hạ xuống, lớp vươn tay phải qua đầu lần người và đặt ngược. Chúng ta đo đầu gối hai lòng bàn chân đặt phản đầu gối hướng lên chân trên. Hít vào nhấn nâng gót chân lên mông. Lần cao lên hết mức có thể của mọi người đẩy được về phía cạnh. Đầu gối không được mở chỉ mở rộng mặt bàn chân. Bé luôn đưa gót chân về mông cho chị một chút rồi. Hai tay của chúng ta đang lại đặt ở dưới vào. Hết hai bàn tay đẩy đầu ngược lên một chút nữa. Hồi giữ thở đều. Sáu không quay sang đây nghe quý. Em hiểu đâu làm đấy nha. Cứ quay sang đây là đau cổ phải ngại. Không ai chịu trách nhiệm nha. Năm đưa hai tay của mình đan lại. Bốn đặt ở dưới thẳng dưới lưng ý. Ba nữa này đan tay thẳng cánh tay ra lòng bàn tay áp sát lại. Hai lòng bàn tay áp sát lại với nhau. Em đang cũng cầm bàn tay xuống thẳng rồi. Tiếp tục đẩy mông lên nữa đi lớp. Hai lòng bàn tay áp sát lại với nhau với chị Thúy. Hai lòng lá lan tay lại rồi lòng bàn tay áp sát lại. Giờ lúc nãy em nằm tư thế nằm sấp ý. Đôi chân thẳng tay ra tốt. Nhẹ nhàng kiểm hai các chân lên lòng cả lớp. Nếu là không buộc lòng bàn tay xuống thẳng, vai mình sẽ không mở được đâu ạ. Tiếp tục đẩy ngược lên, kiểm hai các chân cao hết cỡ. Siết chặt mông bụng đùi rút sâu vô cơ đầy sản của mình lên. Bé dương bé phương kéo các chân về mông. Xa quá kiểm mông có ok không ạ. Tiếp tục đẩy lên. Sáu, đẩy các lồng ngực về phía căng nữa ạ. 5 nữa đi lớp, 4, 3, 2, và 1, rồi, thở nhẹ nhàng, nước hạ không chuyển nào, bóng tách tay, đưa tay ra ngoài. Đó,
khuya chiều không được đi, về hưu không được đi, nhà này không được đi, ở đâu đó hít vào rồi lại bóp trên bụng ngón trên cái lên không nghe, nhà này gửi lại thay thì đến nhà lâu nghe không nghe được đồ đồ bây giờ đấy giữa đây ai lên được giữ nguyên, ai lên được không lên rồi thì tiếp tục dồn lực về tay chân đẩy ngực của mình lên, không lên không nghe đẩy ngực lên là ok, tùy lên nữa ngực rồi nữa lên dương nữa lên dồn lực vào bàn tay lên lên rồi giữ tiến từ tay sai rồi 6 5 đúng rồi chị về đầu ngực vào tay đẩy ngực lên nữa 4 nữa lên 3 tiếp nữa 2 rồi nhẹ nhàng chúng ta hạ xuống rồi đây mọi người khá là ok rồi cái bài này còn thả được là tốt rồi. Chúng ta co đầu gối về bụng, hai tay ôm đầu gối, mình chỉ cần các bài tập hỗ trợ là chính nhé. Hít vào một hơi thật sâu, thở nhẹ nhàng, chúng ta lên đầu lên mũi bọc tràn chạm về đầu gối. Rồi giữa đây thở đều trên này. Hãy tập trung ý thức cảm nhận toàn bộ cuộc sống của mình đang được kéo dài. 6 5 4 3 2 và 1 thở ra nhẹ nhàng. Chúng ta hạ đầu, rồi hai tay ra ngang lòng bàn tay út, hít vào một hơi thật sâu, không duỗi chân, thở hai chân đổ phải, mắt nhìn trái, co đầu gối về đằng bụng đi sang lớp đặt xoay vặn, lúc này thì cái cuộc sống của mình sẽ được vặn và thư giãn tốt hơn, hít vào về giữa, bây giờ hai tay ra ngang lòng bàn tay út rồi, về hương về dương, co đầu gối về bụng, thở hai chân đổ trái, mắt nhìn phải. Hít vào về giữa, thở hai chân đổ phải, mắt nhìn trái, rồi giữa đây thở đều, 6 5 4 3 2 1 hít vào về giữa, thở nhẹ nhàng lướt đầu bên sang trái, giữ lại thở đều, 6 5 4 3 2 1 hít vào về giữa, đổi lướt thở ra hai tay ôm gối lần lượt trái phải trái phải, rồi sau đó lúc bệnh dậy hai chân chưa dậy, rồi sau đó lúc này nửa thoải mái trên hàng chúng ta vào tư thế cuối cùng là sát chết Savasana. Đây là một trong những tư thế quan trọng nhất của buổi tập. Hai chân của chúng ta cách rộng bằng 2 mét thang. Hai tay xuôi theo thân lòng bàn tay ngược. Đầu không nghiêng sang phải, không nghiêng sang trái. Nhẹ nhàng nhắm khẽ đôi mắt của mình lại. Tắt nhẹ đôi môi, lưỡi cong mềm mại đặt lên hàm răng trên. Nhẹ nhàng kéo khóe miệng phụng sang hai bên. Để trên môi luôn nở một nụ cười hạt tiếu. Lắc thả lòng đỉnh đầu, thả lòng vững chắc. Thả lòng vỗ chân mặt, thả lòng cơ mặt, thả lòng vai, thả lòng toàn bộ cơ thể, thả lòng tâm trí, hướng tâm trí vào bên trong cơ thể, tập trung tâm trí vào hơi thở, hít vào và hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi thật trọng, thật hít, hút sâu bụng lại. Cứ như vậy chúng ta hít sâu và thở chậm, hít sâu, thở chậm. Sau đó rất nhẹ nhàng đưa hơi thở của mình về tự nhiên. Chúng ta thư giãn xong, đưa cái lưu ý thức của mình về bụng dưới rốn bàn chân, tập trung vào cảm nhận vào hơi thở của mình, nhưng không kiểm soát nó. Chúng ta luôn luôn quan sát hơi thở vào, hơi thở ra, quan sát sự phình rẹp của phần cơ bụng, quan sát những thay đổi trên cơ thể của mình ngay lúc này và tại đây. Nhìn lớp nên nhớ chúng ta chỉ dừng lại ở việc quan sát và quan sát, không phán xét bất kỳ điều gì. Sẽ có đôi lúc tâm trí của các bạn bị cuốn theo những suy nghĩ thoáng qua trong đầu.
khi chúng ta nhận biết được vậy, thì hãy đưa tâm trí của mình quay trở lại với cơ thể, tiếp tục tập trung quan sát vào hơi thở của mình. Chúng ta quan sát hơi thở vào và hơi thở ra, cứ như vậy. Khi hơi thở vào, cơ thể của chúng ta ra sao, và khi vượt ra thì cơ thể của chúng ta như thế nào. Chúng ta quan sát và nhận biết rằng khi chúng ta hít vào là đang hít nguồn năng lượng của vũ trụ. Khi chúng ta thở ra, chúng ta đem lại tất cả những bể bỏ căng thẳng trong cuộc sống, đẩy hết ra bên ngoài. Cứ như vậy, hít vào và thở ra. Yep, yeah.